Xin chào các bạn, tôi là ANN. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bài tiếp theo trong series tìm hiểu về lập trình PHP. Thì bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn tạo được cái admin và tạo được cái chức năng quản lý sản phẩm như thế này, đăng nhập và vào quản lý sản phẩm. Và tôi đã hướng dẫn các bạn được chức năng thêm sản phẩm và xóa một sản phẩm. Đấy. Thì ở bài này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn phần tiếp theo, đó chính là các chức năng sửa sản phẩm, copy sản phẩm. Thì ở chức năng sửa sản phẩm và copy sản phẩm thì như bài trước thì tôi đã cũng đã hướng dẫn các bạn thêm sản phẩm, thì chúng ta vẫn còn cái phần thư viện nữa. Thì cái phần thư viện nó sẽ lên thư viện ảnh ấy, nó sẽ liên quan đến cả cái phần sửa sản phẩm và copy sản phẩm này. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đến cái phần thêm sản phẩm mà có cái phần thêm thư viện ảnh trước để cho các bạn tiện theo dõi. Ở đây thì tôi sẽ giải thích về cấu trúc DB khi mà mình lưu cái thư viện ảnh này. Ở đây là thư viện, ở đây là bảng product. Đó, chúng ta có rất nhiều bảng, rất nhiều cái giá trị, rất nhiều cái bản ghi ở đây. Thì đối với một cái giày bóng đá này thì chúng ta sẽ có rất nhiều ảnh thư viện sản phẩm. Tôi sẽ mở cái giao diện ra. Đây. Giao diện đợt trước tôi đã đóng lại và tôi sẽ hứa với các bạn là để lần này tôi giải thích thì tôi đã mở giao diện ra. Đối với một cái thư viện ảnh này thì chúng ta có thể up rất nhiều ảnh. Đấy, chọn 1, 2, 3, 4 cái đều được. Đưa vào đây thì nó sẽ ghi lại 4 tệp. Thì như vậy với một sản phẩm này chúng ta sẽ phải có đến tận 4 bản ghi hoặc là rất nhiều bản ghi của cái ảnh này. Thì chúng ta sẽ lưu như thế nào? Đối với các cái thông tin của sản phẩm thì chúng ta vẫn lưu vào vào cái bảng bình thường như thế này. Đó. Còn đối với cái bảng image library là cái bảng thư viện ảnh ấy thì chúng ta sẽ liên kết đến cái product bằng cái product ID. Đấy, chúng ta có cái product ID này, nó sẽ liên kết với cái trường ID ở trong bảng product. Đây, đấy. Và để tạo cái liên kết này thì các bạn phải để cái dạng bảng là cái dạng InuDB. Và khi đó các bạn, nếu mà bạn nào mà đang là bảng là MyExam nhá, thì các bạn tích vào cái bảng đấy, chọn Operation và đổi cái dạng nó thành type của nó thành InuDB. Ở đây tôi phải chọn bảng đã, tôi phải vào bảng đã. Đây, chưa vào bảng. Đây, đấy, vào product. Chọn Operation. Rồi, ở đây nó có cái type này. Nếu bạn nào đang là MyExam này thì bạn đổi sang thành InuDB là được. Rồi, trong cái image library này, các bạn sẽ làm một cái liên kết relation view này. Thì ở cái trường product này nó chính là khóa ngoài này, thì các bạn chỉ cần tích vào cái relation view này nó sẽ tạo nhá. Đấy, các bạn nhìn này, các bạn có thể chọn, ví dụ chọn product ID, chọn table, chọn data, xong rồi chọn table, xong rồi chọn cái cột mà liên kết đến. Thì ở đây nhìn thấy là product ID của bảng này sẽ liên kết với cái demo DB và liên kết với bảng bảng product và liên kết đến cái trường ID của bảng bố rác này. Đấy. Thì ở đây các bạn đặt cái giá trị on delete và on update là cắt kết nhé. Để làm gì? Để mỗi lần mà mình xóa một bản ghi sản phẩm đi thì đồng thời là các cái ảnh của sản phẩm nó cũng được xóa theo. Tí nữa tôi sẽ demo cho các bạn xem cái này nhé. Rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn cái cấu trúc DB rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào xử lý dữ liệu luôn. Ở đây sau khi mà thư viện ảnh đây, rồi khi mà thư viện ảnh tôi up lên, đây tôi cho 4 tệp vào đây, rồi tôi up lên thì nó sẽ thu được cái file bằng gallery image này. Đây, tôi đi thử các bạn xem. Rồi, tôi vẫn phải nhập các thông tin này nếu không nó sẽ báo lỗi. 1,5 triệu đi. Rồi, nội dung. Đó, các bạn thấy là tôi đã thêm nội dung nhé nha. Rồi, tôi thêm 4 ảnh, một ảnh đại diện. Rồi, bây giờ tôi sẽ ấn vào nút lưu sản phẩm xem nó action lên nhà. Đó, thì bạn nhìn này. Ở cái action này là tôi đang in cái thằng gallery thì nó sẽ có 4 ảnh. Đó. Bạn nhìn nhá, name cũng có 4 cái, tag 4 cái thì là 4 cái ảnh này sẽ có 4 cái bộ sẽ có 5 cái trường này. Đấy, có bốn, tất cả các trường đều có 4 giá trị, bạn thấy không? Rồi, sau khi tôi xử lý qua hàm upload đấy thì nó sẽ đưa ra cái gallery image này, thì tôi sẽ xem sau khi nó xử lý xong thì nó đưa ra gallery image như nào đấy.
Thì ở đây nhá, nó xử lý ở trong trường upload, trong cái hàm upload này. Đây. Đó. Thì nó xong này nó xử lý là nếu mà giả dụ nó có thể up nhiều ảnh thì nó vào đây, thì chính là cái đoạn for này, nó đưa ra cái return file này, và return file này sẽ được return cuối cùng. Còn nếu mà upload một ảnh thì nó sẽ return trước đây luôn, nhưng mà up nhiều ảnh thì nó sẽ bỏ qua đoạn này rồi, cho nên nó sẽ return ở dưới này đấy nhá. Rồi bây giờ xem nó return như nào. Đó, các bạn thấy chưa, nó có 0 1 2 3 này, đấy là bốn ảnh tương ứng với bốn ảnh mà tôi vừa up lên. Rồi bây giờ sau khi mà có ảnh này rồi, nếu mà tôi thêm cái sản phẩm này vào DB thành công, tức là cái result này là cái kết quả của cái câu xử lý ở trên ấy mà thành công, thì nó sẽ không vào cái báo lỗi này nữa mà nó sẽ vào dưới này. Thì bây giờ tôi mới kiểm tra L. Đây là thành công nhá, đây là thành công này. Đây là nếu có lỗi xảy ra. Còn đây là nếu mà thành công. Đó. Thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái gallery limit này nó có tồn tại không. Đấy, tôi vừa up lên gallery limit tồn tại đúng không? Đấy. Thì nó sẽ vào đây. Vào đây và nó sẽ xử lý. Nếu mà cái thằng kia thành công thì các bạn sẽ phải lấy cái ID mà vừa được đưa vào. Mỗi cái sản phẩm có một ID đúng không? Đây, bảng sản phẩm. Mỗi sản phẩm có một ID. Đấy, ví dụ ID là của cái dây số 10 này là 11 này, thì chỉ cần là lấy được cái ID đấy bằng cái câu con này đến cái thuộc tính insert ID. Con này chính là nằm trong bảng cho trong cái file connect DB nhá. Đây, file connect DB mình khai báo từ đợt trước. Có cái biến con này chính là câu connect dữ liệu này, vậy chưa? Rồi, thì nó sẽ lấy được cái ID vừa mới đưa vào. Tiếp đến là nó sẽ tạo các cái giá trị insert. Ở đây nó phải tạo bằng cách nào? Nghĩa là nó sẽ tạo cái trường insert vào đây. Tại sao tôi phải for x cái này, là vì nó là một câu để tạo ra nhiều giá trị, vì có nhiều ảnh thì nó tương đương với kiểu là việc là bạn sẽ phải đẩy vào đây, đẩy vào cái bảng image library này cùng một lúc rất nhiều cái bản ghi nhá. Mỗi cái hàng ngang này gọi là một bản ghi nhá, mỗi hàng ngang này gọi là một bản ghi này. Đây một bản ghi đấy, cứ một hàng ngang gọi là một bản ghi. Thì tôi sẽ phải tạo ra cái insert value này, bây giờ tôi in ra cho các bạn xem. Đấy, insert value. Đó, thì cái insert value này nó sẽ hiện tại nó sẽ là bốn giá trị. Các bạn nhìn nhá. Đó. Nó làm trải dài ra đây này. Vì nó cách nhau, mỗi cái đấy nó cách nhau bởi một dấu phẩy nhá, bạn nhìn này. Một ngoặc này. Hai ngoặc này cách nhau bởi dấu phẩy này, thấy chưa? Đấy, ba ngoặc này. Đấy. Bốn ngoặc này. Đấy là tương đương với bốn trường, tương đương với bốn bản ghi. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi. Khi mà các bạn có cái insert value này rồi thì các bạn dùng câu insert into cái image library này, nghĩa là đẩy vào cái bảng image library các trường này với các trường này và với cái giá trị mà mình đã tạo ra, thì câu insert này nó sẽ như nào? Bây giờ mình sẽ in câu insert này cho các bạn xem. Nào. Rồi, các bạn sẽ nhìn được câu insert into này, đấy chưa? Các cái trường này và các giá trị của trường này. Thì mỗi bản ghi thì sẽ là nằm trong một cái ngoặc như này. Đấy. Bản ghi thứ hai thì trong một ngoặc mới, đấy cứ như thế. Thì các bạn sẽ insert vào được nhá. Ok. Rồi. Thì đấy, cái câu insert của nhiều giá trị là nó cứ như thế. Một giá trị thì bạn chỉ cần viết một lần cái ngoặc thôi, còn nếu nhiều thì bác cứ đỡ phẩy xong viết tiếp. Rồi, để tôi kiểu bây giờ tôi sẽ mở cái danh sách sản phẩm vì lúc nãy nó đã update thêm được vài cái rồi. Đấy, bạn thấy chưa? Vì tôi F5 liên tục mà. Rồi tôi xóa hai cái sản phẩm ấy đi. Thì tôi update mới. Đấy. Rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ F5 luôn câu này, nó vẫn đang ở trong cái action đấy cho nên mình có thể F5 lại luôn. Rồi, nào chúng ta sẽ F5 lại nào. Rồi, đấy nó cập nhật thành công rồi. Bây giờ quay lại những sản phẩm. Đấy bạn thấy chưa? Nó có dây lên rồi này. Rồi, chúng ta sẽ nhìn cái bảng image library này nhá. Rồi, image library. Đấy, các bạn thấy là nó có bốn ảnh mà tôi vừa đẩy lên với cái sản phẩm có ID bằng 29. Để tôi kích vào đây được, bạn nhìn thấy nó hiện giày bóng đá số 12 chưa? Vì nó là dạng tiếng Việt cho nên nó sẽ lỗi ở trong này, nó không nhìn được chuẩn chữ nhá. Kích vào đây này. Đấy, product ID bằng 29.
Đấy, nó sẽ link luôn sang cái bản bảng product và cái bản ghi số 29, chính là cái giày bóng đá số 12 tôi vừa nhập. Các bạn thấy không? Rồi, như vậy là nó đã có liên kết rồi. Thì cái liên kết này giữa hai bảng này mục đích là gì? Nếu bạn xóa một bản ghi bên này thì bản ghi bên này cũng mất, nó ràng buộc với nhau để làm sao mà nó không dư thừa dữ liệu. Bây giờ tôi sẽ xóa thử cho các bạn xem nhé. Đây, tôi sẽ xóa cái giày số 12 này đi. Xóa. Rồi, quay lại. Mất rồi nhá, giày số 12 này mất rồi. Các bạn nhìn này, hiện tại cái bảng image library nó đang có 4 giá trị. Cái product này có 11 giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ em đang lại xem. Đó, nó cái này chỉ còn 10 này, còn cái này mất hết rồi vì cái đấy 4 cái kia là liên kết với cả cái sản phẩm mới nhất. Tôi kiểm tra thử xem nào. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, thì cái liên kết của các cái bảng này, nó sẽ làm được cái nhiệm vụ đấy. Thì chính cái việc mà mình đặt on delete bằng cascade và on update bằng cascade này thì nó sẽ làm nhiệm vụ ràng buộc vào nhau. Đấy, thì không bao giờ bị dư thừa dữ liệu, đảm bảo dữ liệu của các bạn lúc nào cũng chuẩn luôn nhá. Rồi, như vậy là chúng ta đã thử cái chức năng thêm thư viện ảnh. Bây giờ tôi sẽ thử lại lần nữa. Số 12 giá 1.350.000. Tôi thêm một ảnh đại diện và ba ảnh con. Ok. Nội dung ở đây. Rồi, chúng ta sẽ lưu lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã thêm được sản phẩm giày bóng đá số 12 rất đẹp và có thêm 4 cái ảnh mà tôi vừa up lên. Bây giờ tôi sẽ làm sao để nhìn được cái 4 cái ảnh đấy? Thì chúng ta có hai cách. Một cách là nhìn ở bên cái chi tiết sản phẩm này, thì cái chi tiết sản phẩm này tôi sẽ dạy ở bài sau. Cách thứ hai là chúng ta sẽ vào sửa sản phẩm để nhìn thấy. Thì ở phần sửa sản phẩm này chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Tôi sẽ show cho các bạn xem những cái ảnh ở đây. Bởi vì làm sao? Sửa thì người ta phải nhìn thấy cái dữ liệu cũ, đúng không? Như vậy tôi sẽ sửa cái sản phẩm này để cho các bạn. Tôi sẽ làm cái phần sửa sản phẩm này cho các bạn xem nhá. Thì ở đây cái link của sửa sản phẩm với cái link thêm sản phẩm này thì khác gì nhau? Đây. Thêm sản phẩm thì chúng ta dùng file product editing. Sửa sản phẩm chúng ta vẫn dùng file đấy nhưng truyền thêm cái ID vào đây để chúng ta biết là đang sửa file nào nhá. Rồi, bỏ nếu mà không có ID thì nó sẽ là thêm, còn nếu mà có ID thì nó sẽ là sửa nhá. Đây. Rồi tôi truyền lên đây, bây giờ tôi bắt đầu làm này. Đầu tiên là tôi phải đổi cái chữ này đã. Nếu mà có cái ID. À, nếu mà khác rỗng cái biến get ID nhá. Nghĩa là tồn tại biến get ID đúng không? Thì tôi sẽ in ra là sửa sản phẩm. Còn nếu mà không tồn tại thì tôi sẽ in ra là thêm sản phẩm. Rồi, chúng ta xem. Đó, nó là sửa sản phẩm rồi. Còn nếu mà tôi bỏ cái ID đi, nó sẽ là thêm sản phẩm, đúng không? Đấy, rồi, tôi quay lại cái link sửa sản phẩm nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu lấy các giá trị của nó ra. Thì đối với phần sửa sản phẩm này thì nó sẽ không vào cái action này mà nó sẽ vào cái phần dưới này. Nó vẫn hiện ra cái form. Bạn thấy nó hiện ra cái form ở đây đúng không? Nó vẫn là cái form. Bây giờ mình sẽ phải lấy giá trị cho cái form này. Đầu tiên là mình phải lấy cái sản phẩm mà đang sửa ra đã. Thì đối với sản phẩm đang sửa thì mình sẽ lấy bằng các cái câu connect để lấy từ trong DB ra như sau. Đây. Đó. Thì chúng ta sẽ lấy được cái sản phẩm này ra theo cái ID mà mình truyền vào, và cái sản phẩm này mình sẽ đưa vào một cái biến product. Rồi, sau khi mà lấy được cái sản phẩm này rồi, sản phẩm đây, lấy được một sản phẩm bất kỳ ở trong này thì chúng ta biết được cái ID của sản phẩm đang lấy đúng không? Thì chúng ta sẽ đi tiếp sang cái bảng image library bên này để lấy những cái sản phẩm, à để lấy những cái ảnh mà nó có cái ID chính là cái ID sản phẩm mà mình đang sửa ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh này. Đấy, thì chúng ta sẽ select tất cả những cái bản ghi từ cái thư viện ảnh này mà có cái product ID bằng cái ID đang truyền vào, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem là các bản ghi này có không. Nếu có thì chúng ta sẽ while để đưa tất cả các bản ghi này vào một biến row và đưa cái ảnh đấy vào trong một mảng của cái biến product này nhá. Tôi sẽ lấy ra, tôi sẽ in thử từng đoạn cho các bạn xem. Rồi, tôi in cái biến product này, tôi exit ra. Nào, đây chúng ta sẽ nhìn xem. Đó,
Tôi lấy sản phẩm số 30 thì chính là cái sản phẩm tôi vừa nhập lúc nãy này, giày bóng đá số 12, được chưa? Các thông tin sản phẩm đầy đủ ở đây. Bây giờ tôi sẽ lấy tất cả ảnh của cái sản phẩm mà có ID bằng 30 này. Tôi đưa vào đây. Thì tôi in thử cái một cái row này nó sẽ giá trị như nào nhá. Đấy, một row này nó sẽ có là ID này, có block ID này, có path này và các cái trường tham đã cập nhật. Rồi, bây giờ tôi sẽ add cái biến row này vào trong cái biến product này với cái add vào cái trường gallery. Tôi tạo một mảng đấy thì nó sẽ được rất nhiều. Nếu mà nó có nhiều row, nghĩa là mỗi lần qua này là một row mới, thì nó sẽ tạo thành một mảng các cái ảnh của cái thằng product này. Để tôi in lại cho các bạn xem cái biến product này sau khi mà nó đã lấy ảnh thêm vào nhau nhá. Đó, các bạn thấy chưa, nó có thêm trường gallery này với ba ảnh hiện ra. Được chưa? Ảnh này thì để có đầy đủ ID và cái thằng path của nó, được chưa? Rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ đưa nó cái sản phẩm này, đưa cái sản phẩm này vào trong cái form này. Đây, đưa vào trong cái form này để cho nó hiện ra các cái giá trị để người ta còn có thể thay đổi nhá. Rồi, đầu tiên là cái tên sản phẩm. Đối với tên sản phẩm, chúng ta sẽ đưa vào, nếu mà có sản phẩm thì chúng ta sẽ hiện ra cái tên sản phẩm, còn nếu không thì chúng ta sẽ để rỗng. Rồi chúng ta F5 lại xem luôn trực quan đó, bạn thấy chưa, các cái giá sản phẩm cũng tương tự như vậy. Giá sản phẩm thì cũng nếu mà có thì hiện ra giá sản phẩm với cái hàm number format này. Đấy, hàm number format này làm nhiệm vụ gì thì được, trước tôi đã hướng dẫn rồi. Nó chính là nhiệm vụ mà để làm sao hiển thị ra cái giá mà nó có cái số chấm như này này. Bình thường nó sẽ là không có dấu chấm ở giữa này, sẽ rất khó đọc đấy, thì nó number format nó làm nhiệm vụ đấy. Các bạn nhìn này, đấy tôi F5 phát nó hiện ra, thấy chưa? Đấy, rồi bây giờ đến phần ảnh. Ảnh thì chúng ta sẽ về kiểm tra xem thằng ảnh này có tồn tại hay không, nếu có thì chúng ta mới in ra. Đấy, in ra cái ảnh này. Đấy, in ra cái ảnh này. Tiếp đến chúng ta sẽ in ra cả thư viện ảnh. Đấy, in ảnh này rồi, bây giờ chúng ta sẽ in ra cả thư viện ảnh. Đối với thư viện ảnh chúng ta cũng làm tương tự như vậy, nếu có thì chúng ta in ra. Đó, thì các bạn thấy rằng tôi đang for x cái gallery image này để ra cái biến image, và cái biến image này sẽ in ra một cái ảnh, và cái ảnh này thì có thể xóa được, thì tôi đã làm sẵn cái link xóa đây, thì chúng ta sẽ nhìn luôn. Đó, các bạn thấy chưa, ba cái ảnh cần được xóa thì nằm ở đây. Đấy, nó có thể xóa được. Đấy, có nút xóa này tôi đã làm sẵn ở đây rồi, đúng không? Rồi bây giờ còn phần nội dung nữa, thì nội dung thì cũng tương tự như vậy thôi. Nội dung nếu có thì chúng ta in đây, phần nội dung nếu có thì chúng ta in, không có thì để rỗng. Nào, chúng ta sẽ nhìn. Đấy, các bạn thấy chưa, nội dung giày bóng đá số 12, ok, đầy đủ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử cập nhật cái phần này. Hiện tại tôi chưa xử lý cái phần cập nhật cái ảnh cho ba mấy ảnh này, chúng ta chỉ thử xử lý cái tên này xem. Giá sẽ là 1,5 triệu. Rồi bây giờ nội dung bóng đá sẽ đổi thành giày bóng đá số 13 rồi, đúng không? Đấy, 13 này. Rồi bây giờ tôi sẽ lưu lại. Nó báo lỗi cái biến image ở dòng 38. Tại vì làm sao? Lúc nãy tôi không không up nó lên đâu, dòng 38. Đây. À, tôi đang action. Action thì vẫn vào phần add, như vậy tôi phải sửa lại cái biến action này đã. Đó, nào. Action này sẽ không phải là action đến add nữa, mà chỗ cái form này chúng ta sẽ action đến cái edit. Nhưng tất nhiên nếu nó có sản phẩm thì chúng ta mới action đến cái edit, còn nếu không có thì chúng ta sẽ không action đến đấy. Nào, chúng ta sẽ làm cái phần này. À, PHP. Cái này là ngang với cả in nhá, bỏ cái thành dấu bằng này là ngang với in nhá. À, đây. Nếu tồn tại cái biến product này thì chúng ta in cái phần link edit là hỏi chấm, action bằng edit và cái ID bằng chính là bằng cái ID đang truyền vào. Get ID chưa?
Rồi. Và cái phần này nếu mà không thì nó sẽ đến cái phần action bằng S này. Rồi. Như vậy tôi đang sẽ đẩy được cái lên cái action bằng edit này ở trên này thì chúng ta sẽ phải xử lý của nó. Nếu action bằng S thì chúng ta cũng nhận vào đây, mà action bằng edit thì chúng ta cũng nhận vào đây nhá. Hoặc một trong hai trường hợp. Rồi. Nếu action bằng edit thì đều vào đây, vì chúng ta đều vào hàm xử lý dữ liệu của sản phẩm thôi, thì chúng ta cũng xử lý tiếp đến cái phần tên giá nhập các thứ và ảnh nhập vào. Rồi bây giờ tôi sẽ in thử xem là cái phần mình thay đổi nó có lên không nhá. Rồi là tôi thử đổi cái giày bóng đá số 12 thành giày bóng đá số 13. Tôi in thử cái biến name này ra là biết này, boss name. Rồi, bây giờ tôi đổi thành giày số 13 nhá. Lưu này. Đấy, bạn thấy nó đổi chưa? Ok, đấy chính là action bằng edit và ID bằng 30. Rồi, bây giờ tôi sẽ xử lý tiếp luôn phần tiếp theo, kiểm tra ảnh luôn cho nó nhanh nhá. Nếu mà ảnh ở đây mình không up lên thì nó sẽ không vào đây. Như vậy nó sẽ không có trường emit. Không trường emit thì nó lại chết ở cái câu như vừa nãy, chính là thiếu emit. Rồi. Như vậy là mình phải xử lý dữ liệu đã nhá. Nếu mà muốn có cái image ở đây ấy, mà bạn không upload ấy, thì bạn phải đẩy một cái biến image khác lên. Thì ở đây tôi làm như nào? Đây, đơn giản như này thôi. Ở phần hiện image này, vì cái file này là nó không up mà, cho nên là nếu mà có ảnh thì tôi sẽ làm thêm một cái biến post image bằng ẩn đây nữa, để trừ trường hợp mà nó không up ảnh. Đó, nhá. Trường hợp mà nó không up ảnh thì tôi vẫn có cái ảnh mà của cái sản phẩm này hiện ra đây. Và trường hợp đấy, trường hợp này là nó sửa, nó không up ảnh. Được chưa? Rồi, còn đối với cái thư viện ảnh này, nếu mà nó up mới thì nó sẽ lên thêm, mà nó không up mới thì cũng chẳng vấn đề gì cả nhá. Ok, đây tôi sẽ in cho các bạn xem nhá. Nếu mà cái bởi vì cái thư viện ảnh nó vẫn còn ở đây, thư viện ảnh nó là riêng, nó không bị xóa, nó nằm bên bảng ngoài này này, nó không bị xóa, cho nên nếu mà không up thì nó vẫn giữ nguyên, còn nếu up mới thì nó sẽ ghi thêm bản ghi mới vào, nó không ảnh hưởng gì cả nhá. Ví dụ tôi làm đây luôn, tôi không up ảnh này và tôi sẽ ấn save luôn nhá. 13 này, đấy, được chưa? Thì nó sẽ in ra ảnh có cái này không? Nó sẽ không có cái file này đâu. Tôi in thử cho các bạn xem. Rồi. Đổi thành 13 nhá. Rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Tất cả các giá trị rỗng luôn. Rồi, như vậy không có cái ảnh này thì tôi phải lấy cái trường cái mà tôi đã tạo ở dưới này. Đây, cái mà tôi đã tạo dưới này chính là cái thằng hidden này, name bằng image này. Đấy. Thì chúng ta sẽ in cái đấy ra nhá. Biến bot. Rồi chúng ta sẽ in thử xem có không. Đấy các bạn thấy chưa? Nó chính là cái ảnh cũ của chính cái sản phẩm này đấy nhá. Rồi, như vậy là chúng ta có biến bot image này thì chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu mà cái biến bot image này nếu mà cái emit ở trên không có, cứ là không up đấy. Nếu mà nó up mới thì chúng ta không giữ cái cũ làm gì đúng không? Thì chúng ta sẽ không lấy cái biến post emit này nữa, nhưng mà vì nó không up mới nên chúng ta sẽ lấy cái biến post emit này. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi lấy xong thì nó sẽ cái biến emit này nó đã có giá trị ở đây rồi. Rồi, còn cái thư viện ảnh này nếu mà nó up thì nó sẽ có cái gallery emit. Có gallery emit này, đúng không? Còn nếu không có thì thôi, đúng không? Nếu mà có cái gallery image này thì nó sẽ vào cái phần đẩy vào, đẩy thêm ảnh gallery image, còn nếu mà không có thì nó bỏ qua luôn, chả đẩy ảnh mới nữa, chả vấn đề gì cả đúng không? Để chúng ta xem có gallery image này có tồn tại không nhá. Đấy, rỗng, không có gì, như vậy là sẽ không vào phần đấy. Rồi ok. Rồi tôi để tạm đây. Bây giờ sau khi dữ liệu đã ổn rồi thì chúng ta sẽ phải kiểm tra rằng bây giờ chúng ta mới chỉ làm câu insert thôi. Bây giờ mà cái này là sửa thì chúng ta phải là update. Như vậy tôi sẽ thêm một câu query nữa. Nếu ở đây nó tồn tại cái sản phẩm mà sửa thì tôi sẽ insert, thì tôi sẽ sửa là tôi sẽ update, còn nếu không thì tôi sẽ insert nhá. Đúng rồi, đúng rồi, nếu mà tồn tại sản phẩm thì sửa thì là update, còn nếu không tồn tại thì chúng ta sẽ insert nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ insert ở câu như này đó.
các bạn thấy rằng in nó sẽ update này, product set name các thứ rồi với các cái giá trị được đẩy vào. Các bạn có thể xem câu query này cụ thể ở trong bài nhá. Trước tôi đã dạy các bạn mấy bài trước cập nhật lại cái dữ liệu của cái bản của cái thành viên bản ghi và bản ghi thành viên ấy, thì nó cũng tương tự như này thôi. Rồi sau khi update thành công thì chúng ta nếu mà có cái gallery image này thì chúng ta phải lấy chính cái thằng sản phẩm đang sửa, chứ không còn chỉ lấy là cái sản phẩm insert nữa, bởi vì lúc này chúng ta có đẩy mới đâu mà insert đúng không? Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra rằng nếu có thằng ID sản phẩm đây, nếu thằng ID sản phẩm này tồn tại đấy, và khác rỗng thì bằng cái ID sản phẩm, bằng cái ID sản phẩm. Còn nếu không thì chúng ta là đang chạy câu insert đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy cái insert. Rồi, bây giờ tôi sẽ ghi đây là cập nhật lại sản phẩm này. Còn cái đoạn này là thêm sản phẩm này. Đấy chưa? Rồi. Thì vẫn cày giá trị insert ID thôi. Thì tôi đặt chung rồi tôi không thêm nữa, không sửa lại làm gì nữa nhá. Cho nó vẫn cái câu này. Nên là vẫn sẽ đẩy vào trong cái image library này với cái ID bằng cái ID insert hoặc update vừa rồi nhá. Ok. Hoặc tôi có lúc này tôi sẽ đổi chung ra thành product ID. Đấy, nó không còn là insert ID nữa mà nó sẽ là product ID. Đấy. Hai cái, tôi thay hai cái. Đấy, như thế chung được chưa? Đó. Sẽ chuẩn hơn. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử lại. Đây, tôi đổi thành sử dụng con số 13. 1.500.000. Tôi thêm hai cái ảnh giày màu hồng này nữa cho nó hoành tráng. Rồi, tôi đổi thành giày con số 13. Lưu lại. Ok, cập nhật thành công. Rồi. Giày bóng đá số 13, cái ảnh cái này lỗi à? Ok, tôi sẽ kiểm tra lại nhé. Ừ, rồi, mình chắc lúc nãy là cái ảnh đấy là vì tôi thêm từ đoạn đường nãy, xóa cái này đi xem. Rồi tôi kiểm tra lại cái sản phẩm này. Đó, nhá. Đấy được rồi này. Được giày lên rồi này. Rồi bây giờ tôi thử test lại cho các bạn xem nhá. Không vừa nãy nó hiện ra cái sản phẩm là vì chúng ta F5 rất nhiều cho nên nó sẽ hiện ra nhiều sản phẩm. Bây giờ à cái này nó đang hơi xấu tí, tôi sửa lại cái phần style nó tẹo cho nó đẹp nhá. Thứ nhất là cái ảnh này tôi sẽ chiều cao bằng nhau. Đó, nhìn cho nó đỡ xấu xí. Rồi, phần bên này tôi để width bằng tầm 70 75% cho nó. 80. Rồi. Ok. 75% xong. Đấy. Tôi sẽ sửa cái style này đã. Đây. Width 75%. Nếu mà cái màn hình các bạn nhỏ thì các bạn có thể cho nhỏ hơn nhé. Chiều cao ở cái ảnh này cho 50 pixel. Ok, giờ tôi sẽ F5 lại. Rồi, ok. Đấy, nhìn nó đẹp rồi, hơn rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ không sửa bản ghi này, tôi sửa bản ghi khác xem sao. Bản ghi dùng đạt số 10 này nhá. Sửa này. Đổi thành bản số 11 này. Giá trị của nó sẽ nâng lên 1 triệu. Rồi, ảnh đại diện tôi không để màu này nữa, tôi để màu hồng. Và phần thư viện ảnh tôi cũng chọn hai ảnh hồng tím lung tung. Đấy. Để ảnh sống giày bóng số 11 tôi lưu lại. Rồi, cập nhật thành công. Rồi đấy, giày bóng đá đổi thành số 11 rồi và cái màu màu của cái giày này sẽ đổi thành màu hồng rồi, các bạn nhìn xem. Đấy, ảnh đại diện đổi thành màu hồng rồi và các cái giày nhìn đây rất là đẹp đúng không? Thư viện ảnh. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn xóa nhá, xóa cái ảnh này thì các bạn thấy nhìn click vào đây này, nó sẽ vào gallery delete đúng không? Thì cái file này nó cũng rất là đơn giản thôi. Tôi sẽ tạo file gallery delete này. Đấy. New new file. Rồi, ok. Với cái delete chúng ta sẽ có cái code vào đây. Thì bài này thì nó cũng như cái phần xóa này nó cũng như xóa được trước thôi, cứ delete from cái bảng nào đấy với cái giá trị ID truyền lên là xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ghi đây là không thể xóa ảnh
thư viện, không ảnh trong thư viện. Đấy, rồi, xóa được rồi thì xóa ảnh sản phẩm. Xóa ảnh thư viện sản phẩm. Xóa thư viện ảnh sản phẩm. Của sản phẩm thành công nhé. Ok, nào test. Đó, xóa thư viện ảnh của sản phẩm thành công. Rồi, quay lại. Đó, mất ảnh rồi, ok, rất đẹp. Để tôi update lại cái màu khác xem sao. Đây. Rồi, update phát. Rồi, quay lại. Đấy, nó lên cái dây vẫn số 1 nhưng mà khác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở cái dây bóng đá số 11 này, nó có hai cái ảnh. Ảnh này mang số bao nhiêu? Ảnh này nó mang số 10. Các bạn nhìn ở dưới cái chỗ link góc này. Đây, hoặc có thể nhìn ở chỗ soi cái debug cái dạng được. Đấy, nó link là số 10. Và cái này ID là 12 nhá. Thì ở trong này nó sẽ có cái bảng image library này, nó sẽ có cái ID là 10 và 12. Đấy, chính là liên kết với sản phẩm số 11 ở đây. Đấy, số 11 nhá. Rồi, thì khi mà tôi xóa cái sản phẩm này, đồng nghĩa nó sẽ xóa luôn hai cái bản ghi kia đi. Nào, tôi xóa sản phẩm số 11 này, xóa. Xong. Rồi, em nào lại cũng chả còn nữa. Rồi tôi sẽ nhìn xem nó hai cái bản ghi này nó có mất không nhá, 10 và 12 này nhá. Nào, refresh đi. Đó, nó mất rồi. Các bạn thấy chưa? Cái cắt kết nó hay ở chỗ đấy đấy, xóa một phát là mất luôn. Mất hết luôn. Rồi. Đấy, vì phần sửa sản phẩm thì nó đơn giản như vậy. Rồi, bây giờ đến chức năng copy sản phẩm. Copy là gì? Copy là từ một cái sản phẩm này mình nhân lên và mình chỉ thay đổi một số cái thông tin thôi. Ví dụ tôi sẽ đổi cái này thành ấn hình copy vào đây. Thì nó khác cái link là gì? Nó vẫn là cái ID sản phẩm là 30, là cái sản phẩm này có ID bằng 30 là cái sản phẩm mà tôi đang copy ấy. Còn có cái, nhưng mà tôi cho thêm cái tab bằng copy vào đây thì tôi lại bắt đầu tôi cho thêm đây là không phải sửa sản phẩm nữa mà tôi sẽ là copy sản phẩm. Đây. Nếu mà tồn tại cái này thì có thể là sửa sản phẩm. Còn nếu không thì là thêm sản phẩm. Bây giờ tôi sẽ thêm một cái nữa. Nếu có biến ID này, xong trong này chúng ta lại kiểm tra tiếp. Chúng ta có thể viết các vòng lồng nhau nha. Nếu mà có cái biến tab này, đó, biến tab này khác rộng cái biến tab này. Đó. Và đây đây và biến tab này bằng copy thì chúng ta sẽ hiện ra là copy sản phẩm. Còn nếu không sẽ hiện ra là sửa sản phẩm. Đó, các bạn nhìn này. Cụm này sẽ là một cụm riêng. Chúng ta sẽ đưa vào trong ngoặc. Đó, bạn thấy chưa? Thì nếu mà không thì nó sẽ là copy. Còn nếu mà không thì nó sẽ là sửa. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn này. Copy sản phẩm, bạn thấy chưa? Rồi, chúng ta vào thử lại các cái link khác. Thêm sản phẩm. Bị lỗi dòng 73. 73, mình xem dòng 73 lỗi gì nào. À, ok. Mình phải kiểm tra là xem có cái biến get này bằng ID không đã, mình mới lấy ra. Ok. Kiểm tra là if tồn tại cái biến này thì chúng ta mới lấy ra cái này. Rồi, không vấn đề gì cả. Đó, hết ngay, vẫn là thêm sản phẩm đúng không? Rồi. Chúng ta đã có link copy rồi, là vào lại link sửa xem nào. Đấy, nó là sửa sản phẩm. Ok được chưa? Quá đẹp. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ copy sản phẩm. Rồi, copy sản phẩm thì chúng ta sẽ làm nào? Ở đây khi copy sản phẩm tức là chúng ta nhân sản phẩm này lên và chỉ sửa một số thông tin thôi. Đấy, tôi sẽ phải xử lý nó thêm một chút xíu ở chỗ những chỗ này. Nếu mà phần copy ý, thì tôi sẽ không có nhìn thấy edit thì nó vẫn vào đây là phần thêm sản phẩm. Tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu thì vẫn bình thường, vẫn phải check tên rồi check số rồi check ảnh các thứ, và chúng ta sẽ vẫn đẩy vào, nhưng sẽ là đẩy vào cái câu vẫn vào đẩy vào phần thêm sản phẩm, chính là phần insert này, bởi vì chúng ta đang thêm một sản phẩm mới dựa trên những dữ liệu mà đã lấy từ cái sản phẩm copy ra. Đấy. Thì cái sản phẩm copy ra tại sao nó vẫn có dữ liệu? Tại vì
tôi vẫn nhìn thấy cái get ID này thì nó vẫn lấy dữ liệu của cái sản phẩm mà có ID bằng 30 này ra, nó in ra đây. Nó chỉ khác một cái là khi tôi đẩy lên thì tôi sẽ không phải đẩy là action bằng edit, action bằng add nữa, đúng không? Mà tôi sẽ đẩy lên để cho cái thằng kia nó nhận diện được. Đây. Lúc này chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà nó không có tab. Đây, nghĩa là nếu mà phần này nó có sản phẩm và nó không có cái tab này thì nó chính ta là phần sửa sản phẩm, đúng không? Đây. Nếu không có. Chúng ta sẽ nhìn ở cái link này nhá. Nếu mà có cái tab này thì nó chính là copy, còn nếu không có tab này thì nó chính là sửa. Đấy, thì tương tự như vậy chúng ta cũng kiểm tra là nếu mà action của nó mà không có cái biến tab này thì chúng ta sẽ chính là sửa. Còn nếu mà có thì chúng ta vẫn vào cái action bằng S này, bởi vì chúng ta vẫn thêm sản phẩm, đúng không? Khi chúng ta lưu này phát thì nó phải nhảy lên cái action S. Rồi. Khi nhảy lên action S thì nó cũng vẫn các nhiệm vụ là làm kiểm tra các cái. Sau khi kiểm tra tất cả mọi cái xong rồi thì nó sẽ nhảy vào phần thêm sản phẩm. Nhưng ở đây nó khác nhau một cái là gì? Cái ảnh ảnh đại diện này thì có thể dùng chung được, nhưng vấn đề là khi đấy tôi lại không đẩy lên, đúng không? Rồi, không đẩy lên. Còn nếu mà đẩy lên thì tôi đã dùng cái này rồi, đấy. Và cái phần thư viện ảnh này chúng ta sẽ phải sửa một chút xíu. Bây giờ tôi thử thêm sản phẩm mà khi tôi chưa xử lý gì đã nhá. Ok. Nào. Rồi sản phẩm này đang là sản phẩm số 13, tôi đổi thành 14. Và cái này sẽ là 1250. Rồi, các cái ảnh này tôi giữ nguyên. Sản phẩm số 14. Bây giờ tôi sẽ lưu. Đấy. À, nó vẫn là tôi chết rồi, tôi vừa ấn nhầm vào cái link sửa. Đây link sửa, xin lỗi các bạn. Đây link link sản phẩm đây. Đấy, vừa nay tôi sửa lại nó bị đổi thành 14 rồi này. Tôi vừa em năm lại xong rồi. Rồi bây giờ tôi không sao, tôi lại sửa thành 15. Giá của tôi bây giờ là 1.350. Các cái khác vẫn giữ nguyên. Đấy. Bây giờ tôi thử lưu lại xem. Đấy. Rồi, action add thành công đúng không? Đấy, bạn thấy dần bẩm dày của nó số 15. Ảnh thì vẫn còn. Tôi chỉ kiểm tra xem thư viện xem. Đấy thấy chưa? Cái phần thư viện ảnh tôi chưa xử lý gì cho nên nó bị lỗi. Còn cái ảnh thì đương nhiên nó sẽ copy y nguyên, chả sao cả, chả lỗi gì cả đúng không? Vì là trước mình đã xử lý cái phần ảnh rồi. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục xử lý cái phần thư viện ảnh này để làm sao mà nó copy được nhá. Đây tôi sẽ xóa cái dây số 15 này đi đã. Rồi. Nó sẽ phải làm sao nó copy được tất cả ảnh của cái phần số 10, ảnh này là ảnh của sản phẩm số 14 này sang thành số 15 nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào phần copy. Thì ở đây các cái ảnh này chúng ta vẫn được, để tôi kiểm tra xem là nó đã được đẩy lên chưa. Bạn nhìn thế nào. Rồi, như vậy là nó sẽ giữ nguyên, nó chưa đẩy gì cả. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra là nếu mà nó không đẩy ảnh mới thì chúng ta phải đẩy được các ảnh cũ này lên. Thì cũng tương tự như cái phần dưới. Đấy là phần ảnh đây. Nếu mà không đẩy ảnh mới thì chúng ta sẽ phải có một cái ảnh dự phòng, chính là cái ảnh cũ của cái sản phẩm này, đúng không? Chúng ta sẽ đẩy biến post lên, đúng không? Thì cái tương tự của cái này cũng sẽ làm như vậy. Đây. Chúng ta sẽ đẩy cái biến post lên. Nếu mà có cái tab đúng không? Cái tab bằng copy này. Đấy, thì chúng ta biết là copy thì chúng ta mới hiện cái ảnh ra. Và cái sản phẩm cũ nó có cái sản phẩm mà gốc ấy, nó sẽ có cái gallery thì chúng ta sẽ in gallery ra ở trong cái biến hidden, giống như cái biến hidden của cái phần ảnh ở trên này này. Đấy, và name bằng gallery image nhưng mà nó là dạng mảng nhá, vì có nhiều ảnh. Đấy thì nó sẽ hiện ra. Nó sẽ lưu ảnh ở đây nhá, các bạn nhìn này. Đó. Chúng ta sẽ nhìn ở dưới này. Nó nằm ở code hay là hidden thì nó nằm ẩn thì mình chúng ta phải nhìn bằng inspect element, tức là phần kiểm tra đấy mới nhìn được. Đó, gallery image này, 1 2 3 4 5 cái, 5 cái đúng không? 6 cái, đấy, 6 cái, tất cả 6 cái. Thì chúng ta mới nhìn được là nó có ở đấy. Xem. Nhìn mình xem đây nhá. Đấy. Kiểm tra lại cho chắc chắn này. Đấy, thấy chưa? 5 cái các bạn ạ, tôi nhìn nhầm. Đấy, đúng 5 cái nhá. Thì nó có 5 cái ảnh này. Thì khi đẩy lên nó sẽ như nào? Rồi, bây giờ tôi action, tôi ấn vào đây, nó action nó đẩy lên. Thì cái thư viện ảnh này
Như lúc nãy tôi bảo, nếu mà nó không đẩy cái gallery này lên thì nó sẽ không có, đúng không? Tôi in ra nó sẽ không có. Đấy. In ra nó sẽ không có, thì lúc đấy là nó sẽ rất là dở, là nó sẽ không lấy được cái ảnh lên, đúng không? Chúng ta sẽ in thử xem nhá. Đây tôi để nguyên như này. Rồi tôi quay lại đi, như là tôi sửa, tôi copy à. Đấy. Rồi, là tôi đã in rồi nhá. Nếu mà tôi không copy gì cả, tôi chỉ sửa thôi đúng không? Nhưng mà lại không có cái ảnh này lên đúng không? À, kiểm tra xem nào. Đấy, gallery Mỹ bằng rỗng đúng không? Nếu mà rỗng như này thì chúng ta phải lấy cái biến port mà lúc như lúc nãy làm với cái ảnh ấy, cũng tương tự như vậy thôi. Đây. Chúng ta sẽ cái, lúc này chúng ta có cái biến bot đẩy lên này. Đấy. Đây các bạn nhìn xem. Đấy, biến bot này nhá, nó cũng là một mảng nhá. Rồi. Thì nếu như trường hợp vừa rồi chúng ta có thể là nếu mà ấy thì chúng ta có thể ghép cái gallery image vào đây bằng cái này. Đúng không? Đấy. Nhưng mà như thế thì sẽ rất là dở, là nếu mà trường hợp mà nó cũng up lên nữa thì sao? Thì mất luôn à? Như vậy tôi phải cộng dồn vào chứ tôi không làm như thế được. Tôi dùng cái Array Merge để trong trường hợp nó có cả hai, còn tồn tại cả cái này và tồn tại cả cái này, merge vào nhau để tạo ra một cái gallery image mới, hiểu chưa? Đấy. Thì tôi sẽ kiểm tra là nếu mà có biến bot thì tôi mới làm cái merge này. Còn nếu mà không có biến bot thì thôi nhá. Nghĩa là trước đây nếu mà ảnh sản phẩm cũ mà chưa có thì tôi sẽ làm cái biến biến nếu mà có thì nó mới có cái biến bot này. Có thì mới có biến bot này, còn nếu không có thì là chúng ta chỉ đẩy mỗi cái thằng gallery image này thôi nhá, một trong hai trường hợp. Ok, rồi tôi sẽ kiểm tra xem nào. Đấy, nó vẫn đúng tồn tại năm cái này nhá. Bây giờ tôi back lại cho các bạn xem trường hợp mà nó có cả hai nhá. Đây, ví dụ hiện tại tôi chưa đẩy, tôi sẽ in riêng cái gallery này trước ra. Rồi, tôi vẫn có năm ảnh này và tôi update thêm một ảnh mới. Ảnh mới này. Lấy ảnh nào nó hơi khác khác tí đi cho các bạn nhìn cho nó dễ nhá. Đây. Đây, tôi update thêm một cái ảnh màu xanh trắng này nhá. Đấy. Và vẫn tôi có năm ảnh này. Rồi, tôi đẩy lên. Đấy, nó là một cái ảnh mới này. Chính là cái gallery image này trước đấy đã tồn tại rồi. À, và tôi vừa up lên và sau và cũng vẫn có cả cái đã tồn tại rồi, chính là năm cái ảnh cũ. Đây. Đấy bạn thấy chưa? Năm cái. Về sau này khi mà tôi đã xử lý hai cái này mất vào nhau rồi nó sẽ thành 6 cái. Nào chúng ta sẽ cùng xem. Đấy, nó thành 6 cái, các bạn thấy chưa? Đó. Thì chính vì có 6 cái này thì tôi mới đẩy vào dữ liệu được nhá. Thì gallery image này vẫn bình thường. Nếu mà tồn tại ở dưới này thì chúng ta vẫn đẩy vào bình thường. Ok. Chúng ta sẽ test luôn. Nào, F5 xem có thành công không. Rồi, quay lại những sản phẩm. Rồi, gà số 14 ngay tôi chưa sửa đúng không? Tôi chỉ sửa các thông tin ở trong này thôi. Đấy. Ảnh các bạn thấy chưa? Ảnh lên hết rồi đây này. Rất đẹp nhá. Đấy. Ảnh mới luôn. Đấy. Chúng ta sẽ xem cái mục Image Library này. Đó, bạn thấy không? Nó đẩy lên các ảnh mới với giá trị product bằng ID bằng 333 đúng không? Sản phẩm mới chúng ta có 33 đúng không? Đấy thấy chưa? Thế bây giờ tôi sửa sản phẩm đúng không? Sửa thành sản phẩm số 15. Giá trị của nó sẽ là 450. Số 15 bây tôi sửa thì sẽ mãi rồi, đúng không? Sửa thôi. Ok, quay lại. Đây số 15. Rồi, tôi update lại cái ảnh khác nhìn cho nó khác biệt đi, không có trùng. Đây. Rồi, lưu lại. Quay lại xem nào. Đó, bạn thấy chưa? Rất đơn giản đúng không? Như vậy là copy được rồi. Copy thành sản phẩm số 16 đi, test lại cái xem nào. Test thoải mái luôn đi, nếu mà lỗi gì chúng ta lại sửa. Rồi, nào, 16. Ok, quay lại. Đấy, sản phẩm số 16. Ô lại trùng ảnh à? Thì lại đổi cái khác đúng không? Tại vì chúng ta copy thì nó phải trùng ảnh là đúng rồi. Nên tôi lại đổi thành cái ảnh khác. Rồi, quay lại. Đơn giản chưa? Trời đất ơi, chưa có gì đơn giản hơn như này. Đó, thì các bạn thể copy sửa xóa đơn giản không? Bình thường phải thêm rất nhiều trường. Đấy, nâng lên hạ xuống rồi nhân lên các thứ. Rồi, không được. Thôi, tôi copy nhanh. Copy có sẵn rồi, chỉ sửa mỗi thêm một tí thôi, đúng không? Đấy. Rồi, ảnh này tôi không thích đúng không? Xóa luôn. Quay lại là đấy, mất rồi, xóa tiếp. Quay lại. Trùng xóa tiếp, quay lại. Đấy, các bạn thấy chưa? Mọi thao tác thực hiện rất đơn giản và nhanh. Không vấn đề gì cả. Đấy. Như vậy là để xử lý một cái
chức năng quản lý sản phẩm này thì chúng ta có rất nhiều chức năng nhỏ đấy, gồm copy, sửa, xóa, thêm đấy. Thì đối với tất cả các bài này thì nó cũng đều đều có một cái cấu trúc chung như vậy thôi. Các bạn có thể xử lý được rất nhiều thứ mà các bạn không phải lo. Ok, thì ở bài này tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cái chức năng quản lý sản phẩm bao gồm thêm, copy, sửa, xóa. Thì tôi mong rằng các bạn sẽ có thể thực hiện được một chức năng như này cho cái website của mình. Đơn giản là chỉ cần với PHP thôi thì chúng ta đã có một website chạy rất là ổn định rồi. Và đương nhiên là PHP thì không phải lo vì ngôn ngữ của nó chạy rất thoải mái, mượt mà, không có bị tắc nghẽn gì. Tất nhiên đối với cái thằng nhiều 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 bản ghi rồi nhiều giá trị lên rồi cái dữ liệu bản lớn lên nó sẽ có cái chậm. Nhưng lúc đấy chúng ta sẽ dùng các thủ thuật khác để chúng ta sẽ thao tác. Thì tạm thời đây chỉ là những cái bài mà cơ bản về PHP để cho các bạn làm quen thôi nhé. Ok, rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những bài tiếp theo. Và mình cũng mong là nếu bạn nào mà muốn theo dõi cái kênh của mình thường xuyên thì các bạn có thể tiếp tục truy cập vào kênh của mình bằng cách nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông này để cho nó có thể nhận thông báo ở những cái video mới mà khi mình làm ra. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong bài tiếp theo. Thì ở trong bài tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần đây, phần và chi tiết sản phẩm và phần mua sản phẩm. Thì mua sản phẩm tức là chúng ta đưa vào một cái giỏ hàng, chúng ta sẽ tạo một cái giỏ hàng và giỏ hàng đấy sẽ ở bài sau nữa thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp cái thanh toán online bằng cái PayPal. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong những bài tiếp theo. Xin cảm ơn.